Rồi, xin chào anh chị và bạn trở lại với chuyên hàng ông xe hơi. Lâu lâu rồi thì mới có đủ màu quay cho anh chị số đầu bán tải. Cái form này thì là form cũ thôi, bên em bàn giao nốt mấy cái xe cuối. Từ tháng 5 thì cái đầu đang gỡ XS một cầu này, thì chúng ta sẽ có thay đổi về cái đèn LED này, phía trước này, hay là cái mặt ca lăng. Đấy, thì cuối tháng 5 này có xe về cơ, có cái thì em quay cho anh chị luôn. Hôm nay thì mình quay một cái xe màu xanh. Cái màu này thì thật sự là hơi khá là kén khách. Để có được cái màu xanh như này hay là cả nắp thùng các thứ như này thì cũng rất là hiếm gặp. Đây, hôm nay thì bên em có đủ cả xám, đỏ cam hay là vàng của hoa trách. Đây, mình cứ quay lần lượt. Đây là bản một cầu số tự động. Từ tháng 5 thì giá của bản này nó sẽ là 707 triệu. Khuyến mại, tiền mặt hay là phụ kiện như nào thì nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Nên là mình vui lòng alo trực tiếp qua bên em nhé. Lăn bánh hiện nay thì nó dao động đâu đó vào khoảng tầm 740 đến 750, tùy các bác có lấy bảo hiểm hay không. Đó. Còn lại thì phiên bản mới ấy, thì cái nội thất như bên em tìm hiểu thông tin được thì là sẽ không khác gì. Chúng ta vẫn có giới hạn tốc độ này, cruise control này, đấy, đàm thoại hay là màn hình cam lùi zin theo xe vẫn đầy đủ thoải mái. Một cái nữa thì em cũng muốn update là cái lãi suất vay ngân hàng. Hiện nay thì ngân hàng vay tốt nhất đang là CN Bank, và cái lãi suất mới có sự thay đổi là với những gói vay như là 5 năm, 6 năm thì toàn bộ thời gian vay chúng ta có thể chọn cái ưu đãi là 10,59% tất cả thời gian vay nhé. Thời điểm trước với gói vay 5 năm thì chúng ta sẽ là 9,19% trong 6 tháng đầu và 10,9% trong 54 tháng còn lại. Tuy nhiên thì thời điểm này thì Sihan thay đổi là toàn bộ thời điểm sẽ cố định luôn 10,6% một năm. Đấy, đây xe này thì cũng nguyên bản thôi, bọn em mới trang bị nắp thùng thấp. Cái nắp thùng này là nắp thùng dành cho phiên bản mới rồi. All New Ranger 2023. Về cơ bản thì muốn quay nhanh một chiếc xe màu xanh nước biển như này, nó khá hợp mệnh các bác mệnh thủy. Thật sự là để gặp và quay được cái màu xanh này thì khá là hiếm. Thông thường các đại lý thì sẽ nhận cọc nhập về trắng, đen, ghi, đúng không ạ? Xanh đỏ thì trên thị trường thực sự rất là ít. Thường chúng ta sẽ đặt từ khoảng 1 đến 2 tuần để chờ xe thì nhà máy kéo về. Các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn muốn ăn bánh trước xe này, giá khoảng hơn 700 một chút thì có thể alo trực tiếp của bên em. Khuyến mại, tiền mặt, phụ kiện, giảm giá như nào thì thay đổi theo thời điểm nhé. Mình thông cảm giúp bên em là bên em không chào trực tiếp qua video là được. Rồi, xin chào và hẹn lại trong cái video tiếp theo. Cái video nhanh về cái ngoại thất màu xanh trước XS một cầu